Vâng, xin chào các chị các bạn. Chào mừng các chị và các bạn quay trở lại với Studio Video, chia sẻ những kiến thức về kinh nghiệm lập kế hoạch marketing và kinh doanh thực tế. Và để không mất thời gian nữa thì video này tôi sẽ nói về chủ đề, nội dung là mục tiêu của bản kế hoạch marketing và kinh doanh là gì. Đối với một bản kế hoạch marketing và bản kế hoạch kinh doanh nói chung thì cái việc xác lập các mục tiêu là rất quan trọng. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tôi để giúp các anh chị có thể thiết lập các cái mục tiêu của mình. Đấy. Thế thì ở đây cái mục tiêu của bản kế hoạch marketing và kinh doanh trong năm, ví dụ như năm 2018, năm 2019, năm 2020 tới đây, thì cho nhà quản trị, cho ban lãnh đạo thấy được cái bức tranh tổng thể của toàn bộ công ty mình, cái hoạt động kinh doanh, về cái chương trình và marketing cũng như là kinh doanh nói chung, để từ đó chúng ta nhìn ra được những cái chiến lược rất là rõ ràng, để từ đó chúng ta thực thi nó một cách thống nhất, nhuần nhuyễn, được chưa ạ? Chúng ta đồng thời cũng có thể là bám sát được các cái chiến lược, chiến thuật kinh doanh, và cũng có thể là đưa ra những cái thay đổi làm sao cho nó phù hợp với điều kiện thực tế tại từng thời điểm. Bởi vì kế hoạch là bây giờ chúng ta lập, nhưng mà 3 tháng nữa chúng ta thực thi, có thể cái kết quả nó sẽ tốt hơn, có thể sẽ bằng như vậy, và có thể là sẽ thấp hơn, thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự điều chỉnh. Hoặc là một cái bản kế hoạch mà khôn ngoan và tốt thì nên có 2 đến 3 kịch bản về doanh số. Ví dụ như kịch bản thấp, kịch bản mong muốn và kịch bản cao. Đấy là những cái kịch bản mà chúng ta có thể đưa ra, chúng ta chèn thêm những cái con số, những công thức vào, để từ đó chúng ta có thể phát triển ra được cái việc mà doanh số của chúng ta tốt hơn, hay là những cái kịch bản tốt thì chúng ta có những cái giải pháp khác nhau, được chưa? Và một cái bản kế hoạch kinh doanh và marketing tổng thể và thực tế thì sẽ được thực thi theo các cái mô hình khác nhau. Ví dụ như là tôi sẽ đề cập đến cái mô hình marketing 7P và bổ sung thêm những cái tiêu chí chi tiết để mà phù hợp với cái chiến lược kinh doanh cũng như là marketing thực tế của công ty theo đuổi. Và thế thì bây giờ mục tiêu đầu tiên, mọi người quan trọng nhất, đấy chính là mục tiêu về doanh số. Làm marketing thì phải gắn kèm với doanh số, chứ không có marketing chung chung các bạn nhé. Và thế thì marketing doanh số thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì ạ? Vấn đề về nguồn thu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ so sánh năm trước đó. Năm trước đó, tất nhiên nếu mà trước đó 1, 2, 3 năm thì càng tốt. Chúng ta có thể đặt ví dụ năm nay là năm 2018, chúng ta có thể đặt so sánh trong tương quan là 2016, 2017, 2018, đúng không ạ? Hoặc là 2015, 2016, 2017 và 2018. Chúng ta phải nhìn vào lịch sử xem là chúng ta sẽ tăng trưởng như thế nào. Và gần nhất đó chính là so sánh với năm ngoái, để chúng ta chọn và chúng ta lập kế hoạch theo năm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ so sánh trong năm ngoái cũng từng tháng như vậy, chúng ta cũng phiên theo tháng để nó phù hợp nhất với cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, được chưa ạ? Thì mục tiêu doanh số lớn là theo năm, theo quý, theo tháng, được chưa ạ? Chúng ta cũng có thể theo nguồn thu, để mà được cái tổng doanh số lớn như vậy thì bắt đầu các nguồn thu nó đến như thế nào. Thí dụ như là tôi làm kế hoạch marketing cho một công ty bán lẻ, chúng tôi chuyên bán lẻ về thời trang, đúng không ạ? Thế thì chúng tôi sẽ có những kênh bán lẻ là liên quan đến sản phẩm, liên quan đến kênh online, liên quan đến kênh offline, liên quan đến chuỗi, liên quan đến ký gửi, đúng không ạ? Hay là liên quan đến các cái hoạt động marketing khác như là phát triển hệ thống cộng tác viên, phát triển hệ thống nhượng quyền, đúng không ạ? Phát triển hệ thống bán buôn. Đó, thì đối với cái kế hoạch của tôi là tôi sẽ chia nó thành 7 nguồn doanh thu. Như tôi nói là từ chuỗi bán lẻ thứ nhất, chuỗi bán lẻ thứ hai, mô hình ký gửi, mô hình nhượng quyền, mô hình bán lẻ trực tuyến, mô hình bán buôn, mô hình cộng tác viên, vân vân. Tùy các việc các anh chị có thể nghĩ ra được các cái nguồn doanh thu, doanh số khác nhau. Thế rồi thì các anh chị có thể phân bổ theo mặt hàng, nhóm mặt hàng. Thí dụ như là doanh nghiệp của bạn bán nhiều sản phẩm thì cái nhóm này bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền, nhóm kia bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền. Chúng ta phải phân bổ rất kỹ ra như vậy trong cái phần mục tiêu về doanh số. Thì bao giờ chúng ta cũng đi từ lớn cho tới nhỏ, để sau đó chúng ta sẽ tạo ra các cái lát cắt của nó như một cái ma trận,
đúng không ạ? Và bây giờ tôi nói như này nhé. Ví dụ doanh số năm 2018 chúng tôi đặt mục tiêu là 50 tỷ. Tôi giả sử như thế, đúng không ạ? Thì cái con số 50 tỷ đấy chúng ta chỉ biết thế thôi. Thế thì chia theo tháng, 12 tháng thì cái tháng 1 mấy tỷ, tháng 2 mấy tỷ, tháng 3 mấy tỷ. Đấy, đấy là gọi là chia theo lát cắt về tháng. Sau đó lại chia theo lát cắt về nhóm hàng. Thì chẳng hạn như bạn là một nhà bán lẻ điện thoại di động hoặc là bạn là một nhà bán lẻ điện máy thì nhóm ngành hàng điện thoại di động bao nhiêu tiền và bao nhiêu phần trăm? Nhóm ngành hàng gia dụng bao nhiêu tiền và bao nhiêu phần trăm? Đúng không ạ? Nhóm ngành hàng khác bao nhiêu tiền và bao nhiêu phần trăm? Rồi thì bạn có 30 cửa hàng. Thế thì nhóm cửa hàng thứ nhất, cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba, cửa hàng thứ tư thì cửa hàng này bao nhiêu tiền, cửa hàng này bao nhiêu tiền? Chúng ta cứ đi theo cái mô típ từ trên xuống dưới, đi theo mô típ xuống dưới, trên xuống dưới. Càng chi tiết càng tốt, đúng không ạ? Chúng ta lập ra nhiều các cái bảng, đúng không ạ? Bảng doanh số tổng, sau đó bảng doanh số theo nguồn thu, bảng doanh số theo cửa hàng, bảng doanh số theo nhóm hàng. Chúng ta tạo ra những cái ma trận như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là chi tiết, nó rất là rõ. Và chúng ta nhìn thấy con số nó sẽ tăng trưởng hay không tăng trưởng, chúng ta nhìn thấy con số nó thực thi hay không thực thi, có đúng không ạ? Vâng, và tương tự như thế chúng ta sẽ đặt ra một cái mục tiêu nữa, đấy là mục tiêu về tăng trưởng bình quân phần trăm một năm, ví dụ như là 30%, 20%, 50% hoặc thậm chí là 100%, 200%, ok. Cái đấy là do chúng ta có thể có quyền quyết định, được chưa ạ? Vâng, đấy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đặt mục tiêu về lợi nhuận. Mục tiêu về doanh số thì doanh số cao thì lợi nhuận sẽ cao, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể lấy một cái tỷ lệ gọi là lợi nhuận dòng kỳ vọng. Ví dụ như là lợi nhuận dòng kỳ vọng là tương ứng với độ 5% hay 10% hay 15% doanh thu. Cái con số phần trăm x gì phần trăm đấy là do CEO quyết định, do cái người làm marketing quyết định để đưa cái con số đấy vào. Làm sao cái con số đấy nó phải khả thi, tất cả những con số này đều phải khả thi và có một chút phiêu lưu hoặc đặt mục tiêu cao hơn, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta xác định là chúng ta sẽ chạy 100m là chúng ta sẽ đạt thành tích là 5 giây, tôi giả sử thế ạ. Thế thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu là chúng ta sẽ giảm xuống còn 4 giây, hay là chúng ta sẽ đặt mục tiêu là chúng ta sẽ giảm xuống còn 3 giây. Thì cái việc đó là chúng ta 5 giây nó chính là cái việc mà chúng ta sẽ thấy rằng là đó chính là kết quả của năm ngoái rồi. Còn năm nay chúng ta phải đặt mục tiêu là 4 giây, 3 giây. Ví dụ như vậy thì đó chính là cái mà chúng ta, tôi đang nói muốn là chúng ta có những cái ý tưởng về gọi là cái kết quả nó có thể phiêu lưu một chút. Và tất nhiên tôi sẽ sử dụng cái hình ảnh điền kinh đó thì nó không phải là quá là phù hợp trong trường hợp này. Nhưng tôi muốn giải thích rằng là cái lợi nhuận kỳ vọng, cái doanh số kỳ vọng, các bạn có thể đặt một cái con số nó phiêu lưu một chút dựa trên tính khả thi chính là kịch bản tốt nhất. Một kịch bản xấu, tức là mình luôn luôn có 3 kịch bản: kịch bản trung bình là chúng ta sẽ đạt được, kịch bản xấu nếu mà trong những cái điều kiện mà kinh doanh không thuận lợi, mà những điều kiện mà chúng ta đặt ra chúng ta lường trước, đúng không ạ? Và một cái kịch bản tốt là nếu như mọi thứ quá thuận lợi và cứ thừa thắng xông lên thì chúng ta có thể đạt được cái kết quả như vậy, được chưa ạ? Vâng. Thì số phần trăm đấy nhân với doanh thu thì nó sẽ ra lợi nhuận dòng tối thiểu, ví dụ như là 3 tỷ hay 5 tỷ hay 10 tỷ hay 100 tỷ tùy vào cái quy mô của doanh nghiệp, quy mô kinh doanh. Còn đối với một số cửa hàng như salon tóc, như spa thì chúng ta cũng có thể đặt mục tiêu là mỗi tháng doanh thu độ 3 tỷ hay 4 tỷ thì lợi nhuận có thể đạt khoảng 20%, 30%, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hoặc một cái nhà hàng là doanh thu khoảng độ 800 triệu, 1 tỷ và lợi nhuận có thể đạt khoảng 200 triệu, ví dụ như thế, đúng không ạ? Chúng ta phải đặt các mục tiêu đó ra. Đấy. Thế rồi chúng ta cũng sẽ phải đặt mục tiêu về chi phí, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là chi phí sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm. Tôi đang nói đến chi phí marketing. Chi phí marketing bao gồm rất nhiều các khoản chi phí khác, quảng cáo, đúng không ạ? PR, sự kiện, khai trương, khuyến mại, giảm giá, tất cả những thứ như vậy ta tính vào chi phí marketing. Và cái chi phí này thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc là nó chiếm 3% hay 5% hay 10% hay 15%, thậm chí là cao hơn nữa. Nó phụ thuộc vào sản phẩm chúng ta bán, giá chúng ta bán, thương hiệu chúng ta bán và cái mức độ tỷ suất lợi nhuận mà chúng ta bán, đúng không ạ? Có những ngành tôi đã làm việc rồi thì tôi biết là nó, lợi nhuận nó rất là cao,
thì họ có thể chi ra ngân sách là 15-20% chi phí. Nhưng có những ngành lợi nhuận nó mỏng thì người ta sẽ không thể chi như thế được. Hoặc là có những cái sản phẩm mà nó phổ biến theo cách là toàn quốc, ví dụ như là hàng tiêu dùng, nước mắm, mì chính, bột nêm, xà phòng vân vân, thì họ có thể chi ngân sách quảng cáo rất lớn. Hay là như là Vinamilk chẳng hạn, đúng không ạ? Họ có thể chi ngân sách là quảng cáo hiện nay thì tôi được biết là khoảng 20-25 tỷ tiền Việt Nam đồng cho một ngày quảng cáo. Rất đơn giản là bởi vì doanh thu của họ rất lớn và sản phẩm của họ là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi chúng ta cũng lường ra là cái tần suất vốn vay, chi phí về vốn vay, tần suất quay vòng vốn, điểm hòa vốn, đúng không ạ? Trên tháng, điểm hòa vốn trên cửa hàng, trên từng điểm bán. Chúng ta đặt ra các cái mục tiêu về tài chính là như vậy, đúng không ạ? Lợi nhuận, chi phí. Trong chi phí đấy chúng ta cũng chia hết ra và kiểm soát các số phần trăm này thật chi tiết. Rồi thì chúng ta cũng đưa ra những cái mục tiêu về dòng tiền. Chúng ta vay tiền ở đâu, làm thế nào để huy động được. Nếu như tháng 6 này kế hoạch của chúng ta là mở thêm 10 cửa hàng mới, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ lấy tiền ở đâu, như thế nào? Thì lúc đấy sẽ đòi hỏi về các cái vấn đề về tài chính nữa. Thế rồi các cái mục tiêu về lớn hơn là như vậy, những mục tiêu nhỏ hơn đó là chúng ta sẽ đi vào chi tiết hóa là các kênh này sẽ đạt được những kết quả gì, bao nhiêu video, bao nhiêu bài đăng trên website, sell lên được những từ nào, email gửi bao nhiêu lần trên tuần, vân vân. Thì đấy là những cái kết quả nhỏ chúng ta sẽ xem trong cái phần kế hoạch hành động chi tiết. Thì cái phần mà mục tiêu thì chúng ta sẽ nhìn vào các mục tiêu lớn, chúng ta phác thảo những cái mục tiêu lớn như vậy. Số cửa hàng chúng ta sẽ mở, số doanh thu chúng ta sẽ đạt được, đúng không ạ? Số nhân sự chúng ta sẽ tuyển dụng, chi phí, vân vân vân. Đó chính là tôi đang nói về cái phần thiết lập các mục tiêu. Và các mục tiêu này thì nguyên tắc là gì ạ? Là dễ hiểu, là dễ đạt được, có thể đo lường và dựa trên các cái lịch sử cũng như là dựa trên các cái chiến lược của năm mới, về sản phẩm mới, về điểm bán mới, về phương thức tiếp cận mới, và những cái sự bùng nổ về huy động vốn vân vân. Thì chúng ta sẽ phải thấm nhuần là cái quan điểm là giữa người làm marketing và CEO chúng ta phải nói chuyện với nhau trước, xem là năm nay mục tiêu của anh muốn gì, anh muốn tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, anh có ý tưởng gì bùng nổ hay không. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ biến cái thảo luận đấy thành các mục tiêu chi tiết dưới dạng con số và dưới dạng phần trăm. Ok, thì chúng ta đã hình dung ra rồi chưa ạ? Và thì các bạn có thể xem thêm trong cái file tài liệu của tôi sau. Và nếu các bạn có câu hỏi nào hay là có bất kỳ yêu cầu nào thì xin vui lòng có thể chia sẻ và trao đổi với tôi. Như tôi là Phan Anh, rất mong được chia sẻ với các anh chị và hỏi các anh chị thêm. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.